đổi lại. Kính thưa tất cả quý vị, kính thưa bà Đồng Thanh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Florida, kính thưa ông Nguyễn Thanh Thị, Chủ tịch Cộng đồng Trung tâm Florida, kính thưa tất cả những hội đoàn, kính thưa tất cả quý vị có mặt hôm nay. Thay mặt cho đoàn cải lương Ánh Bình Minh, tôi xin trân trọng và hân hoan chào mừng toàn thể quý vị tham dự buổi trình diễn lần đầu tiên của đoàn cải lương Ánh Bình Minh tại thành phố Orlando thân yêu này, thật là đông đảo. Phải nói rằng sự nhiệt tình ủng hộ của quý vị là niềm tự hào vô biên và cũng là động lực to lớn để cổ võ đoàn cải lương non trẻ của chúng tôi có thêm sức mạnh và hội tiến về phía trước để sau này chúng tôi phục vụ hoàn chỉnh hơn. Một lần nữa, chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị thính tác giả và những người mạnh thường quân đã nhiệt tình ủng hộ đoàn cải lương Ánh Bình Minh của chúng tôi. Hội văn nghệ tự do, ông bà Nguyễn Văn Thuyết tuy rằng không có đây nhưng mà cũng gửi cái chết để mà ủng hộ cho chúng tôi. Ông bà Mã Đình Sơn cũng gửi chết nhưng mà ông nói là ông mất đi Cali, thành thử tiếc quá ông không ở được. Trường Academy of Health Beauty, ông bà Wendy và Hương. Hội Văn Quốc Việt Nam Hải Ngoại Đông Nam Á, Đông Nam Hoa Kỳ, Thanh Sơn và Tuyết Nga đại diện. Trong không khí ấm cúng của tình đồng hương, chúng tôi hy vọng rằng vở tuồng Xin Một Lần Yêu Nhau sẽ đem lại cho quý vị những giây phút thoải mái để thấy lại nét đẹp văn hóa của quê hương Việt Nam chúng ta. Xin thành thật cảm tạ quý vị. Câu cuối cùng phải là câu sề lần này không chịu trong đó, nhưng mà trong cái sự ái mộ của một số anh chị em anh nghệ sĩ thì bên có một vị nữ lưu ở đây đã không vì công việc giờ chốt không tiện ra mắt được, cho nên đã có ý cho cô Tuyết Nga để trao một cái lẵng hoa cho đoàn cải lương, đặc biệt là cho nghệ sĩ Ngô Đình Trọng. Vậy thì Ngô Đình Trọng nhận cái này. Vương giáo con đường đất. Tôi xin đọc lời tiết của vị khán giả ảnh văn. Xin thay mặt cho những người yêu nghệ thuật, thích tự do, xin chân thành cảm ơn đến đoàn cải lương Ánh Bình Minh đã và đang đem đến cho chúng tôi một làn gió thu mát rượi đêm nay. Chúc mừng đêm cải lương thành công mỹ mãn, một tháng vui vẻ. Để lo xuống, còn cái phần thứ hai nữa. Có nữa không? Không nhiều lâu này sẽ xuống từ thật rồi. Bởi vì hồi nãy tôi có nói là một người mà đặc biệt đó là hát cải lương mà là bầu bầu mà phải gốc miền Tây mà là gốc miền Trung, mà cái người này kêu tôi bằng chúng, có nghĩa là quê quán của chúng tôi, quê quán chúng tôi thì hát rất là khó hát lắm, cái ngôn ngữ chúng tôi cũng khó hát, nhưng mà lại hát cải lương rất hay. Thì trong tối hôm nay đem lại cái niềm vinh dự cho chúng tôi đã được có một đứa em đã làm được một cái công việc mà đa số những người chúng tôi không làm được trong cái của cái người đồng hương với nhau ở Tây Hòa và Nha Trang.